2 năm bên cạnh anh, cuối cùng thì tôi cũng mang thai. Sau khi gia đình anh ấy biết chuyện, họ đưa cho tôi 30 triệu để cắt đứt quan hệ. Tôi nhận tiền và ngay trong đêm bỏ trốn cùng đứa con trong bụng. Nghe nói, Thái tử gia vô luôn điềm tĩnh đã phát điên trước đám đông, lục tung mọi nơi để tìm tôi. 4 năm sau, trên đường đó con gái tan học, tôi bị anh ấy bắt gặp. Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của anh ta, tôi cứng cỏi nói dối. Tôi đã kết hôn xin anh tự trọng. Không ngờ anh ta kéo tôi vào lòng, giọng đầy uy hiếp. Sao em biết tôi lại thích phụ nữ đã có chồng? Thưa quý vị và các bạn, xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện. Ngay sau đây, chúng ta cùng đến với nội dung của câu chuyện qua sự diễn đọc của MC Phương Anh nhé. Các bạn cũng đừng quên dành một chút thời gian đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ comment ở phía dưới cảm nhận của mình để ủng hộ cho MC Phương Anh và đội ngũ kênh. Và không để quý vị và khán giả phải chờ lâu nữa, chúng ta hãy đến với nội dung của câu chuyện ngay sau đây. Trở thành chim hoàng yến của Thái tử Gia Thượng Hải đã được 2 năm. Tôi có thai rồi. Chưa kịp nói với Bùi Lăng Hành về tin này, mẹ anh ta đã đến tìm tôi trước. Trong quán cà phê, người phụ nữ ngồi đối diện trang điểm tinh tế, ăn mặc lịch sự, trông hoàn toàn không giống một người sắp bước sang tuổi 50. Bà ta soi xét tôi từ trên xuống dưới với vẻ mặt kiêu ngạo. Cô chính là cô gái tên Tô Mãn Mãn mà người ta đồn đại được con trai ta nuôi trong biệt thự. Cũng chỉ thường thôi. Tôi hơi bối rối gật đầu. Dù chuyện này trong giới ai cũng ngầm hiểu rõ, nhưng bị mẹ của anh ta công khai chỉ ra trước mặt, tôi vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Mẹ của Bùi Lãng Hành rút từ trong túi một chiếc thẻ đen đặt lên bàn lạnh lùng nói. Bao nhiêu tiền để rời khỏi con trai ta? cô tự ra giá đi. Tôi chớp mắt không nói gì. Không phải vì bị mẹ bùi làm nhục mà vì trong đầu tôi đang nhanh chóng cân nhắc làm sao để tối đa hóa lợi ích của mình. Suốt cuộc là tiếp tục theo bùi lãng hành sẽ có lợi hơn hay là cầm thẻ đen này rồi rời đi. Mẹ của anh ta thấy tôi im lặng hồi lâu, cười khẩy nói. Tiểu thư tô, cô không định nói rằng giữa cô và ai hành là tình yêu đích thực, không thể dùng tiền bạc để đo lường đấy chứ. Bà ta cúi đầu khuấy nhẹ tách cà phê, từ tốn nói tiếp. Ồ đúng rồi, có lẽ cô còn chưa biết, bạn thanh bài trúc mã của A Hành mấy ngày trước vừa về nước. Dạo gần đây, nó đặc biệt gác lại mọi công việc của công ty, chỉ để dành thời gian cho cô bạn nhỏ đó. Hai gia đình chúng tôi cũng khá hiểu rõ nhau. Nếu không có gì bất ngờ, hôn sự của A Hành và cô Thanh Mai Trúc Mã kia đã chắc như đinh đóng cột rồi. Nghe vậy, lòng tôi trùng xuống, dạo này bùi lãng hành quả thực rất bận bận đến mức tôi không thấy được bóng dáng của anh ta ngay cả khi tôi nhắn tin anh ta cũng trả lời một cách hời hợt mẹ của bùi sợ tôi không tin còn đặc biệt gọi điện cho bùi lãng hành điện thoại vừa được kết nối tiếng nói lạnh lùng dễ nghe từ đầu dây bên kia vang lên mẹ mẹ anh ấy cố tình nói con trai con vẫn đang đi dạo phố với tiểu tiểu à lãng hành ở một tiếng trong điện thoại lại vang lên một giọng nói ngọt ngào khác à, a hành giúp em cầm cái này với đi cả ngày rồi em mệt sắp chết luôn rồi tôi xếp chặt cái thìa trong tay xong rồi người yêu cũ trở về nước công việc nhẹ nhàng với lương cao của tôi coi như mất trắng rồi mẹ của anh ấy không để ý đến hành động nhỏ của tôi bà ta trò chuyện thêm vài câu rồi hài lòng cúp máy thấy tôi im lặng nhìn bà ta mẹ phí đưa thẻ đen vào tay tôi giọng cứng rắn Tiểu thư tô, cô là một người phụ nữ thông minh. Tôi tin rằng trong lòng cô đã có sự cân nhắc. Cầm lấy đi, 30 triệu này đủ để cô sống sung sướng cả đời ở nước ngoài. Bà 30 triệu, tôi nắm chặt thẻ đen. Trái tim vốn đã chết lặng bỗng chốc sống lại. Những giọt nước mắt đang định tuôn ra cũng đột ngột khựng lại. Phải biết rằng mỗi tháng lãng hành chỉ cho tôi một triệu, còn mẹ của anh ta ra tay một lần là 30 triệu. Chết tiệt, Biết sớm mẹ anh ta hào phóng như vậy, tôi còn làm chim hoàng yến làm gì? Thả mỗi ngày thắp hương cầu nguyện cho thanh mai trúc mã của lãng hành sớm về nước còn hơn. Tôi và lãng hành gặp nhau một cách tình cờ. Hai năm trước, cha dượng đưa tôi đến quán bar và bỏ thuốc vào ly của tôi, định giao tôi cho một ông già là khách hàng của ông ta. Khi tôi nhận ra điều bất thường, cơ thể đã bắt đầu nóng lên. Giờ vào chút lý trí cuối cùng, tôi lào đảo đẩy cửa phòng nghỉ, và nhìn thấy lãng hành đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên trong. Một chàng trai thật điển trai, vấp dáng cao giáo. Thế là tôi lao đến để anh ta xuống. Từ nhỏ tôi đã khá khỏe, một lúc hạ gục ba người đàn ông cũng không thành vấn đề. Lãng hành sống sung sướng từ nhỏ, hoàn toàn không phải đối thủ của tôi. Khi tôi lấy lại lý trí, anh ta đã bị tôi làm cho ngất xỉu. Tôi trột dạ để lại cho anh ta một trăm tệ. Khi bếp ra đến cửa tôi nghĩ lại, nhận ra rằng 100 tệ đủ để tôi ăn vài bữa ngon lành. Vì vậy tôi quay lại, đổi 100 tệ thành 50 tệ. Coi như tiền boa cho anh ta, dù sao thì kỹ thuật của anh ta cũng khá tệ. Tôi cứ nghĩ rằng chuyện này đã xong rồi. Nhưng hôm sau, tôi đột nhiên bị một nhóm người mặc đồ đen bắt cóc và đưa đến một biệt thự. Người đang ngồi trên ghế sofa chính là lãng hành. Anh ta nằm lấy cẳng tôi, ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu u ám. Rất tốt, Cô là người phụ nữ đầu tiên dám làm nhục tôi như vậy. Ôi trời ơi, biết sớm anh ta là thái tử gia Thượng Hải. Cho tôi mười lá gan, tôi cũng không dám dùng vũ lực ép buộc cái này. Tôi ngồi trên sàn run rẩy. Xin lỗi là do tôi, kẻ có mắt như mù, gian trá, xảo quyệt, mặt dày vô liêm sỉ đã làm ô uế thái tử gia cao quý. Thành khiết không chút tì vết của ngài. Mọi lỗi lầm đều là do tôi. Thái tử gia, ngài hãy coi như bị chó cắn một cái đi, nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Lãng hành lại rút ra tờ 50 tệ nhăn nheo, kẹp giữa ngón tay, lạnh lùng hỏi. Tôi mãn mãn, cô đang xỉ nhục tôi phải không? Trời ơi, oan uổng quá. Tôi mở tất cả các tài khoản ngân hàng của mình và lần lượt cho anh ta xem, vừa muốn khóc, vừa không có nước mắt nói. Đại ca, tôi đã dâng tranh một phần mười gia tài của mình rồi, anh rộng lượng mà tha cho tôi đi. Nghe xong, sắc mặt của lãng hành rõ ràng có vẻ dịu đi một chút nhưng anh ta vẫn cười khẩy thật nghèo tôi giận mà không dám nói đôi mắt đẹp của anh ta nhìn chằm chằm tôi một hồi lâu rồi bất ngờ nói nhắc mày nhớ tôi vừa khéo đang thiếu một người phụ nữ cô rất phù hợp trời ơi đây là kiểu phát ngôn của tổng tài bá đạo gì thế này tôi vốn định trợn mắt tuy nhiên và lúc đó tôi vẫn chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp đang phát điên vì tìm việc vì vậy miệng tôi nhanh hơn não phản xã có điều kiện hỏi. Vậy sếp ơi, công việc này có bảo hiểm xã hội và trợ cấp nhà ở không? Nghe vậy, lãng hành cười một cách khó hiểu. Anh ta thu lại ánh nhìn đang đặt trên người tôi, giọng nói lười biếng. Mỗi tháng một triệu, bao ăn bao ở và có cả bảo hiểm xã hội lẫn trợ cấp nhà ở. Đối diện với điều kiện vô cùng hấp dẫn này, tôi chỉ do dự một giây rồi lập tức đồng ý. Gió tuyết để lên tôi hai ba năm, nhắm mắt một cái tôi yên giấc dài thế là tôi trở thành chim hoàng yến của lãng hành mà còn là loại có cả bảo hiểm xã hội và trợ cấp nhà ở tối hôm đó sau khi đàm phán với mẹ của bùi xong tôi trở về biệt thự vừa mới mặc xong áo choàng ngủ một thân hình ấm áp đã dán sát vào tôi từ phía sau lãng hành đã trở về trên người anh ta vẫn còn lưu lại chút hương nước hoa thoang thoảng không cần phải nghĩ cũng biết đó là của cô bạn thành mai trúc mã của anh ta tôi đẩy anh ta một cái nhưng không nhúc nhích được. Lãng hành cúi xuống, những nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống cổ tôi và dần dần lan xuống phía dưới. Không khí bắt đầu trở nên mập mờ, nghĩ đến đứa trẻ trong bụng tôi vội vàng ngăn cản anh ta lại. Lãng hành dừng lại một chút, để không khiến anh ta nghi ngờ tôi chỉ vào quần thâm nhẹ dưới mắt anh ta, truyền chủ đề. A à, hành, dạo này chắc chắn rất mệt phải không? Lãng hành thuận thế đặt cằm lên vai tôi, giọng nói khàn khàn lại lộ ra chút mệt mỏi. Ừ, gần đây có hơi bận, không có thời gian để bên em. Cố gắng chịu đựng thêm một chút, một thời gian nữa sẽ ổn thôi. Tôi trong lòng lạnh lùng cười. Quả thật là rất bận, bận rộn đi dạo phố với cô bạn Thanh Mai Trúc Mã. Còn nữa, cô bạn Thanh Mai Trúc Mã của anh, có biết anh ở bên ngoài còn bao nuôi một người phụ nữ không? Đàn ông quả nhiên chỉ khi trao trên tường mới chịu ngoan ngoãn. Dù trong lòng đã mắng anh ta cả ngàn lần, nhưng trên bề mặt tôi vẫn ôm lấy cánh tay anh ta mặt đầy vẻ đau lòng. Ôi, nhanh đi tắm rồi lên giường ngủ đi. Tôi thật sự sợ một ngày nào đó anh sẽ bị thiếu ngủ mà chết mất. Lãng hành ánh mắt trở nên u ám. Em giúp anh. Tôi nghe thấy tai mình đỏ bừng. Người đàn ông không sợ lễ nghĩa này, cả ngày chỉ biết quyến rũ tôi. Cuối cùng cũng làm cho lãng hành vào phòng tắm. Tôi lập tức đến bếp, rót một cốc trà, còn cho vào đó vài viên thuốc an thần. Mẹ của anh ấy sợ tôi đổi ý. Vì vậy, bà đã đặt vé máy bay cho tôi vào lúc nửa đêm. Còn cảnh báo tôi trong vòng 3 năm không được trở về nước, không được làm phiền mối quan hệ giữa lãng hành và cô bạn thành mai trúc mã của anh ta. Do đó, thời gian dành cho tôi không còn nhiều. Tôi phải tranh thủ khi lãng hành đang ngủ say, lén lút đi ra sân bay. Lãng hành vừa lau tóc, vừa bước ra, tôi nhanh chóng nở một nụ cười ngoan ngoãn, đồng thời đưa ly trà cho anh ta. Nhưng lãng hành không nhận, mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi ánh mắt của anh ta khiến tôi lo lắng chẳng lẽ anh ta có thiên nhãn sao không thể nào khi tôi đang vô cùng lo sợ lãng hành chậm rãi nhận lấy ly trà cười nhẹ mãn mãn sao anh thấy bụng em có vẻ tròn lên chẳng lẽ là có thai rồi người nói vô tâm nhưng người nghe thì hiểu tôi lao tới đấm thủm thủp vào ngực anh ta làm nũng đó gọi là đầy đặn anh có hiểu không đáng ghét thật không uống hết ly nước này thì không được nói chuyện với em cùng lúc đó tôi vô thức đặt tay lên bụng con yêu mẹ nhất định sẽ bảo vệ con không ai có thể tước đoạt quyền được sinh ra của con từ trong bụng mẹ lãng hành uống cạn ly trà sau đó anh ôm chặt tôi từ phía sau đặt tôi lên giường và thở dài tôi mãn mãn anh cứ có cảm giác em đang giấu anh điều gì đó tôi không dám đáp lại sợ rằng mình sẽ không nhịn được mà bật cười xem ra đàn ông cũng có giác quan thứ sáu nhỉ đúng rồi chú chim hoàng yến của anh sắp bay đi đấy. Chẳng bao lâu sau, từ phía sau vang lên tiếng thở đều đều. Bốn năm sau, tôi đã trở về nước. Lần này, tôi thể sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về mình. Vì kể của tôi đang bệnh nặng, tôi mang theo con gái, yên yên, trở về để có thể ở bên bà trong tháng cuối cùng. Trong khi đợi bạn đến đón tại sân bay, tôi vì quá chán nên mở ứng dụng tin tức lên. Và thật bất ngờ, bài viết đứng đầu bảng xếp hạng hot lại liên quan đến một người quen. Chấn động, hai gia tộc lớn kết hợp, tin đồn người thừa kế nhà họ Bùi và tiểu thư thứ hai nhà họ Lâm sắp kết hôn. Bùi Lãng Hành và Lâm Chu Hiểu đúng là cặp đôi môn đăng hộ đối, tình yêu như tiên giáng trần, cư dân mạng dần dần phát cuồng. Tôi dừng lại vài giây trên trang đó, rồi trượt ngón tay sang trang khác và bắt đầu hứng thú đọc những bài viết khác. Cũng tốt, cuối cùng Lãng Hành và cô bạn Thanh Mai Trúc Mã của anh ta cũng đã thành đôi cho tôi dự lễ cưới online một chút vậy nhiều năm trôi qua rồi chắc anh ta không nhỏ mọi đến mức muốn tiếp tục trả thù tôi đâu nhỉ khi tôi đang suy nghĩ vẩn vơ yên yên đột nhiên khóc lóc chạy lại gọi lớn mẹ ơi nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của con bé tôi vội vàng ôm lấy nó vào lòng xót xa hỏi sao vậy con yêu ai bắt nạt con à yên yên chỉ tay về phía cậu bé bên cạnh nhà vệ sinh tức giận nói thằng bé dám hắt nước vào con còn nói con là con nhóc hoang không có giáo dục. Ánh mắt tôi lóe lên, định bước qua dạy cho cậu nhóc không biết trời cao đất rộng kia một bài học. Nhưng rồi, tôi nhìn thấy cậu bé, tóc tai rối bù, mắt đỏ hoe, đang lớn tiếng mách với người đàn ông bên cạnh. Trong cậu ta còn thảm hại hơn yên yên gấp trăm lần. Tôi suýt quên, con gái tôi thừa hưởng sức chiến đấu từ tôi, đúng là số một. Đang định an ủi yên yên vài câu thì cơ thể tôi bỗng cứng đờ góc nghiêng của người đàn ông kia sao lại giống lãng hành thế nhỉ? Không thể trùng hợp đến vậy chứ. Vừa nghĩ tôi vừa vội vàng đeo kính dâm, khẩu trang và đội mũ. Sau đó tôi bế yên yên lên và lao ra cửa. Yên yên không hiểu chuyện gì, có như một cái loa nhỏ lớn tiếng nói. Mẹ ơi, gì niệm niệm vẫn chưa đến mà, mẹ vội gì vậy? Mẹ ơi, mẹ còn chưa dạy cho cậu bé xấu xác kia một bài học nữa. Mẹ ơi! Tôi không thể chịu nổi nữa, liền nhẹ nhàng nói con yêu nó nhỏ thôi mẹ không muốn thu hút sự chú ý của mọi người ở đây nhưng yên yên không nghe rõ vẫn chớp mắt và lớn giọng hỏi mẹ ơi mẹ nói cái gì vậy thôi được rồi con yêu coi như mẹ chưa nói gì tôi bèn vắt chân lên chạy nhưng không biết có phải do tâm lý hay không tôi cứ có cảm giác có một ánh mắt như rắn độc đang chằm chằm theo dõi mình mang theo một luồng khí sắc bén khiến cả người tôi lạnh toát tôi lặng lẽ ôm chặt yên yên hơn Tôi đã quấn kín như xác ướp rồi, chắc không ai nhận ra đâu, đúng không? Sau khi đến bệnh viện thăm dì kế xong, bạn tôi giang niệm lái xe đón tôi và yên yên về một căn hộ. Nhận ra tâm trạng tôi không tốt, cô ấy vỗ vai tôi an ủi. Ôi dào, ai rồi cũng sẽ trải qua sinh lão bệnh tử thôi, cứ nhìn thoáng ra. Hơn nữa, tình trạng của mẹ cậu trông vẫn khá ổn mà. Căn hộ này hiện đang để trống, cậu và yên yên cứ ở đây đi, mỗi thứ hai sẽ có người đến dọn dẹp. Tôi cảm kích nhìn cô ấy, Cảm ơn cậu, An Niệm. Yên Yên thì chạy quanh Giang Niệm một phòng, rồi bất ngờ ôm lấy chân cô ấy gieo lên. Yeah yeah yeah, gì Niệm Niệm tuyệt nhất, con thích gì nhất. Giang Niệm nghe xong cười tươi dạng rỡ quấy ấy xoa đầu Yên Yên rồi quay sang nhìn tôi. Chị tớ làm ở trường mẫu giáo, ngày mai buổi chiều trường sẽ tổ chức một lễ hội nghệ thuật, cách đây cũng không xa. À mãn, cậu có muốn dẫn Yên Yên đi tham gia không? Nghe nói hoạt động này rất tốt cho việc bồi dưỡng cảm xúc cho trẻ con. Dù sao rảnh rỗi cũng chẳng có việc gì làm, mà Yên Yên lại là đứa rất hiếu động. Tôi lập tức đồng ý. Hôm sau, theo định vị mà Giang Niệm gửi, tôi dẫn Yên Yên đến trường mẫu giáo này. Khuôn viên trường không lớn, còn có giáo viên chuyên trách giải thích và hướng dẫn. Yên Yên với tính cách hoạt bát của mình, nhanh chóng hòa vào nhóm các bạn nhỏ. Sau khi xác nhận nơi này đủ an toàn, tôi dặn dò Yên Yên vài câu, rồi đi sang quán cà phê đối diện trường để mua một ly cà phê. Vừa trả tiền xong, một cuộc gọi lạ đột nhiên đến. Tôi theo phản xạ nhấc máy, nghi ngờ hỏi. Alo? Đầu dây bên kia im lặng, nhưng mí mắt phải của tôi giật liên tục. Khi tôi định cúp máy, một giọng nam trầm khàn vang lên. Giọng cuối kéo dài, như thể từ kẽ răng nghiến ra, mang theo nỗi oán hận vô tận. Đã tìm thấy em rồi. Tôi mãn mãn. Nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, Lưng tôi lập tức đổ mồ hôi lạnh, không nghĩ ngợi gì liền cúp máy ngay. Chồng cũ sao tự nhiên lại đội mồ sống dậy thế này? Không phải anh ta sắp kết hôn rồi, còn rảnh rỗi để quan tâm đến chuyện này. Tình hình khẩn cấp, tôi không kịp lấy cà phê mà quay người chạy về phía trường mẫu giáo, muốn đưa yên yên rời khỏi đây. Tuy nhiên, khi tôi vừa bước ra khỏi quán cà phê thì đã bị năm sáu người vệ sĩ mặc đồ đen bao vây. Vệ sĩ đứng đầu chỉ tay về phía chiếc xe sang gần đó lịch sự gật đầu với tôi và nói cô tô thiếu gia đang đợi cô trên xe đơn thương độc mã khó mà đối phó với đám đông giờ tôi còn kêu cứu kịp không nhỉ dưới ánh mắt của nhiều vệ sĩ tôi từ từ tiến đến bên chiếc xe sang rồi tôi liền bước nhanh qua một bên để chạy trốn trong khoảnh khắc quan trọng cửa xe bị mở ra một cách mạnh mẽ lãng hành trong bộ vét chỉnh tề cao giáo dễ dàng nắm lấy cổ tay tôi kéo tôi quay lại anh ta nhìn xuống tôi từ trên cao giọng điệu lạnh lùng Trốn, tôi xem em còn có thể trốn đi đâu. Trong khoảnh khắc quan trọng này, tôi bỗng nhiên nhớ đến một câu nói trong các tiểu thuyết của bọn tổng tài. Cuối trốn, anh ấy đuổi theo, cuối không thể bay lên. Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được mà bật cười. Lãng Hành liếc tôi bằng ánh mắt sắc lạnh. Tôi lại ngừng cười, ánh mắt của anh ta lạnh lùng, "Cười đi, sao không tiếp tục cười nữa?" Tôi lắp bắp, "Anh biết đấy, tôi vốn không thích cười." Lãng Hành kéo mép môi, định kéo tôi lên xe. Mặc dù tôi không hiểu anh ta đang nghĩ gì, nhưng trong trường mầm non còn có một át chủ bài nữa. Nếu anh ta phát hiện ra sự tồn tại của Yên Yên thì chắc chắn sẽ rắc rối. Nghĩ đến đây, tôi liền nhảy vào xe. Yên Yên có thể để Giang Niệm đến đón, nhưng tuyệt đối không thể xuất hiện trước mặt lang hành. Thế tôi chủ động như vậy, anh ta nhíu mày. Mãn mãn, cô lại định giở trò gì nữa? Chưa để tôi kịp trả lời, cửa xe bỗng bị kéo mở tôi thấy một chiếc kiếm nhựa bay vù vù nhắm thẳng vào lãng hành cùng lúc đó tôi nghe thấy giọng nói đầy khí thế của yến yến đồ xấu dám bắt nạt mẹ ta là kỹ sĩ yến yến sẽ giết ngươi yến yến vùng kiếm liên tục chém vào người lãng hành kết quả chém một hồi lâu chiếc kiếm bị gãy còn lãng hành thì không bị thương chút nào tim tôi lập tức thót lên con gái yêu sao con lại tự chạy ra ngoài rồi còn bọn vệ sĩ nữa các người lại cho phép một cô bé nhỏ tuổi mở cửa xe tùy ý như vậy sao? Đuổi việc, tất cả đều đuổi việc. Khuôn mặt tôi trở nên trắng bệch Lãng hành thì mặt mày đăm chiêu. Yến Yến thấy tình hình không ổn, lập tức gào lên rồi quay người bỏ chạy. Công chúa mẹ đừng sợ, con sẽ đi tìm thuộc hạ của con cứu mẹ. Điều này khiến tôi vừa cảm động vừa buồn cười. Vừa nãy ánh sáng rất mờ, lãng hành có lẽ không nhìn rõ được diện mạo của Yến Yến tôi lấy hết can đảm nhìn về phía anh nhẹ nhàng nói tôi sẽ giải thích về chuyện trước đây lãng hành anh có thể thả tôi xuống không anh cũng thấy đó con gái tôi đang chờ bên ngoài câu nói này như chạm vào điểm nhạy cảm của lãng hành anh ta bất ngờ tiến lại gần nắm lấy cằm tôi nghiến răng nói mạn mãn em giỏi thật đấy ra nước ngoài vài năm mà con gái đã lớn thế này rồi lúc này tôi xác nhận lãng hành hoàn toàn không nghĩ rằng yên yến là con của anh ta Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của anh, tôi quyết định thêm dầu vào lửa, vì vậy tôi cố cứng rắn biện đặt. "Đúng vậy, tôi đã kết hôn rồi, mong anh hãy tự trọng. Tôi và chồng tôi rất hạnh phúc, chúng tôi là một gia đình." Không ngờ, tôi chưa nói xong thì Lãng Hành đã kéo tôi vào lòng, giọng điệu hung hãn. "Em làm sao biết được, tôi lại thích phụ nữ có chồng." Nghe vậy tôi sững sờ. "Trời ơi, bộ não tôi như muốn nổ tung. Anh chơi có vẻ bảnh quá nhỉ?" ngay lúc này cửa xe lại mở ra yên yến chống hông ra lệnh cho cậu bé đứng sau chỉnh cái tên xấu xa này đã bắt nạt mẹ tôi mau đánh hắn cho tôi không ngờ cậu bé lùi lại một bước ngượng ngùng gọi một tiếng thúc thúc lãng hành không hề biến sắc chỉ gật đầu tôi nhìn kỹ lại phát hiện ra cậu bé này chính là cậu bé hôm trước ở sân bay sau này tôi mới biết lãng hành được chị nhờ đi đón cháu mình tan học Kết quả là anh vừa đi trên đường thì tình cờ thấy được bóng dáng của tôi. Đúng là khéo đến mức không thể tin nổi. Lãng hành đã dẫn tôi và Yên Yên vào biệt thự. Vài năm đã trôi qua nhưng biệt thự vẫn không thay đổi chút nào, thậm chí cả phòng của tôi cũng giữ nguyên. Thấy tôi nhìn quanh lãng hành hờ nhẹ. Phòng cách không thay đổi vì tôi lười đổi mới. Tôi mãn mãn, đừng nghĩ ngợi lung tung. Tôi đầy thắc mắc. Tôi có nghĩ ngợi gì đâu. Sao bạn lại cảm thấy bất an vậy? Yên yên bước vào môi trường mới và có chút phản kháng. Cô bé nắm chặt tay tôi, nhìn lãng hành với vẻ đề phòng, sẵn sàng chiến đấu. Chú xấu, đừng hòng tách mẹ và cháu ra. Lãng hành im lặng một lúc. Như rõ ràng anh không có ý định tranh cãi với trẻ con, chỉ khẽ búng tay. Một vài cô giúp việc trẻ trung dễ thương để một xe đầy đồ ngọt, đồ ăn vặt và đồ chơi tiến đến. Họ xoay xoay váy, ân cần hỏi. Tiểu thư yên yên, có muốn chơi trò chơi gia đình chúng tôi không? chúng tôi đã chuẩn bị trà chiều cho cháu ở vườn rồi tôi chỉ có thể nhếch môi thật là một chiêu thương trường khéo léo nhưng chiêu này thực sự hiệu quả ngay cả với một đứa trẻ trưởng thành như yên yên cũng không thể từ chối cô bé nuốt nước bọt nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu tôi vỗ đầu cô bé nhẹ nhàng nói đi đi con yêu yên yên tuy đi một bước lại quay đầu nhìn nhưng khóe miệng rõ ràng còn khó giữ hơn cả Cô bé rất thích chơi trò gia đình. Yên yên đi rồi, cuối cùng tôi và Lãng Hành cũng có thể nói chuyện của người lớn. Mặc dù không biết anh thực sự muốn gì, nhưng tôi nói thẳng. Lãng Hành, sắp kết hôn với cô gái của anh rồi, hãy để quá khứ lại phía sau. Mặc dù trước khi rời đi, tôi đã nhận từ mẹ anh 30 triệu, nhưng... Lãng Hành ngớ ra, khuôn mặt tuấn tú bỗng hiện lên vẻ khó tin, cắt lời tôi. Ai nói tôi sắp kết hôn? Mãn mãn, em nghĩ ai cũng giống em, một khi đã bỏ đi thì lập tức tìm được người mới sao? Anh nhận ra điều gì đó, lông mày kiếm càng nhíu chặt, ánh mắt sâu thẳm. Chờ đã, em cũng nhận 30 triệu từ mẹ tôi sao? Hả? Hóa ra anh còn không biết chuyện này. Cứ tôi với, tôi đã nói những gì vậy chứ? Bùi lặng hành rõ ràng đã tức giận. Cầm anh càng cứng, một lúc lâu sau, anh nở một nụ cười lạnh lùng. Mãn mãn, vậy em dự định trả lại 30 triệu này như thế nào? Một khoản nợ khổng lồ đột ngột ập đến, tôi như bị sốc. Tôi biết anh rất tức giận, nhưng đừng vội, số tiền này là mẹ anh tự nguyện tặng mà. Nghe vậy, lãng hành liếc tôi với vẻ thích thú, giọng nói hơi khàn. Làm sao em có thể chứng minh rằng mẹ tôi tự nguyện cho em? Biết đâu bà bị em lừa thì sao? Quả thật là một bộ mặt của kẻ tư bản, chờ kịp cho tôi phản bác. Lãng hành nhìn tôi từ trên cao, khóe miệng từ từ nhếch lên thành một nụ cười chế nhạo. Nếu tính theo một triệu mỗi tháng thì 30 triệu này em ít nhất phải ở cùng tôi hai năm rưỡi. Mãn mãn, nếu em không muốn, tôi cũng không ngại sử dụng một số biện pháp cưỡng chế. Không phải chứ, anh còn định dùng biện pháp cưỡng chế nữa sao? Tôi muốn nói gì đó, nhưng lãng hành rõ ràng không còn là chàng trai ngây thơ dễ lừa như vài năm trước. Hiện tại, anh ta là phiên bản tổng tài bá đạo Pro Max, toát lên một khí chất đầy nguy hiểm. Lãng hành thậm chí không cho tôi quyền từ chối. Anh có vẻ có việc phải giải quyết. Chỉ để lại một câu, Biết điều thì ở lại biệt thự chờ tôi, rồi quay lưng rời đi. Tôi chắc chắn sẽ không chịu thua, mà lập tức gọi điện cho mẹ anh ta. Lúc này tôi hoàn toàn tin rằng chúng tôi là những đồng đội trên cùng một con thuyền. Quả nhiên, mẹ anh ấy ngay lập tức nghe máy. Tôi nhanh chóng tóm tắt sự việc. "Cô ơi, con bị con trai cô nhốt trong biệt thự, cô giúp con với." Không ngờ, mẹ bối thở dài. "Tiểu thư Tô, cô thực sự như mạng 2G vậy." hai người đó sớm đã không còn khả năng rồi. Lúc đó tôi đã hiểu lầm, tưởng rằng họ có thể nảy sinh tình cảm. Nhưng thực ra, Linh Chu Hạo đã có bạn trai từ lâu rồi. Có gì khác không? Nếu không có, tôi sẽ tắt máy. Tôi ngớ người một chút, liền tung chiêu cuối. Cô ơi, cô cũng không muốn con trai đẹp trai, giàu có của cô, bị tôi, một cô gái bình thường quấy dày chứ. Mẹ anh ấy nghe vậy, giọng điệu bình tĩnh. Người thông minh không rơi vào tình yêu, không lặp lại sai lầm cũ. Bây giờ tôi không quản được con trai mình, thì cứ để nó cùng cô chìm trong nước thôi. Bà nhanh chóng tắt máy. Tôi ngỡ ngàng. Đây có phải là tiếng Trung không? Sao nghe kỳ lạ quá vậy? Tôi không cam lòng tiếp tục gọi. Sau ba cuộc gọi liên tiếp bị cúp, tôi bất ngờ nhận được hai tin nhắn. Một tin nhắn thông báo, số tiền một triệu nhân dân tệ đã vào tài khoản của bạn. Một tin nhắn khác, đủ rồi, đừng làm phiền tôi nữa. Tin trước làm ấm lòng, còn tin sau khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo. Tôi chán nản mở ứng dụng kiểm tra số dư tài khoản, rồi cười buồn. Thôi được, ở đây vài ngày cũng không có gì to tát. Cũng không phải vì tiền đã vào tài khoản. Tôi đến, tôi và Yên Yên ngủ chung một phòng. Có lẽ do chơi mệt trong buổi chiều, cô bé nhanh chóng tiếp đi trong vòng tay tôi. Tôi nhắm mắt lại, nhưng lại không ngủ được yên ổn. Trong giấc mơ, tôi dẫn theo Yên Yên trốn khắp nơi nhưng cuối cùng vẫn bị con thú hung ác bắt được. Hắn giật lấy yên yên từ tay tôi, sau đó đá tôi sang một bên. Tôi khóc lóc, hét lên rằng đừng làm thế, cầu xin hắn trả con gái lại cho tôi. Con thú nhếch mép cười ác ý. Tôi bạn mãn, cô có nghĩ đến không? Tôi là ai? Còn cô ở tầng lớp nào? Khoảng cách giai cấp của chúng ta lớn như thế, tôi chơi chán cô rồi, muốn đá thì cứ đá thôi. Con gái tôi sẽ mang đi, từ nay trên thế giới này sẽ không còn tôi yên yên chỉ còn lại phi yên yên. Cương mặt con thú dần dần hiện ra với khuôn mặt lãng hành. Tôi lập tức bị dọa tỉnh giấc. Cảm nhận được trong lòng có một khối mềm mại và thơm phức. Tôi thở vào một hơi. May quá, yên yên vẫn ở đây. Nhìn vào giấc ngủ của con gái một lúc, tôi phát hiện mình không hề buồn ngủ, nên quyết định xuống lầu lấy ly nước. Không ngờ vừa đến bậc thang, ánh sáng trong phòng khách bỗng nhiên bật lên. Quản gia đang đỡ lãng hành, mặt đỏ bừng đi vào. Thấy tôi, anh như tìm thấy cứu tinh. Tiểu thư tô, cậu chủ say rồi, trên đường đi cứ gọi tên cô. Anh ấy từ chối cho chúng tôi lại gần, nên cô xem có thể giúp đỡ cậu chủ lên phòng không? Tôi sẽ đi pha cho cậu ấy một ly trà dài rượu. Tôi ban đầu không định can thiệp, nhưng khi thấy vẻ khó xử của quản gia, tôi bỗng dưng đồng cảm với người lao động. Vậy là tôi gật đầu. Vừa chạm vào tôi, lãng hành vốn đang vật lộn bỗng nhiên im lặng, tự giác để tay lên vai tôi quản gia nở một nụ cười nhẹ nhõm, nhưng tôi thì cổ bỗng dưng nặng chịu, suýt ngã nhào. Nặng quá đi. Cuối cùng tôi cũng được lôi lãng hành lên giường, tôi đã thở hồn hển Nhìn xuống, lãng hành lại nhắm mắt, nằm thoải mái trên giường. Nhớ lại giấc mơ vừa rồi, tôi cười nhạt, lén dùng móng tay kẹp vào cánh tay anh. Nhưng không biết có phải do tôi kẹp mạnh quá không, lãng hành ở một tiếng rồi mở mắt ra. Tôi trong lòng hoảng hốt, vội vàng giả vờ dịu dàng an ủi anh. Anh có thấy khó chịu không? Có muốn đi tắm trước không? Lãng hành gật đầu nghe lời, tôi lại giúp anh vào phòng tắm dặn dò. Em chờ ngoài này. Đóng cửa lại, tôi ngồi lên giường, lắng nghe âm thanh từ bên trong phòng tắm. Sợ rằng anh ấy sẽ bất ngờ ngất đi. Lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ, quản gia đến mang trà giải rượu. Tôi nhận lấy trà, vừa đóng cửa lại. Bỗng dưng có một sức mạnh lớn từ bên hông, Quay lại nhìn, lãng hành ướt sũng, tóc đen còn nhỏ giọt nước, rõ ràng vừa tắm xong. Anh chỉ quấn một cái khăn tắm quanh hông, bờ ngực chắc khỏe áp sát vào lưng tôi, thực sự là một cảnh tượng gây sốc. Tôi nghe thấy giọng nói trầm thấp, đầy tủi thân của anh. Mạn mãn, em có phải lại muốn chạy trốn không? Tôi không kịp nói gì, vội vàng giữ chặt ly trà dài rượu trong tay. May quá, suýt chút nữa đã làm đổ lên mặt tôi. Bùa lãng hành không nhận được phản hồi của tôi, liền phát điên lên. Anh siết chặt tôi trong vòng tay, giọng nói đầy tuyệt vọng và kìm nén. Chẳng phải bốn năm trước, em đã quyết đoán bỏ rơi tôi vì tiền sao? Vậy thì về nước làm gì? Mãn mãn, em không nghĩ tôi lại rẻ mặt đến mức vẫn còn tình cảm với em chứ. Điều đó hoàn toàn không thể xảy ra. Bây giờ em với tôi chẳng có sức hút gì cả. Sao em không nói gì? Bạn gái cũ, em nói một câu đi. Tôi hỏi em, mỗi đêm tôi vì em mà đau khổ uống rượu, em đang làm gì có phải đang lăn lóc với những gã đàn ông khác không thôi tôi không muốn nghe vì bốn năm qua tôi giữ thân như ngọc trong khi con gái tôi đã hơn ba tuổi rồi đừng hiểu lầm tôi không có ý định để yên yên đổi họ buồn cười chết mất những người theo đuổi tôi có thể xếp hàng đến pháp tôi không muốn làm ba của nó đâu đúng tôi đã bị tổn thương rồi chỉ cần nghĩ đến việc một người vợ tốt như thế không phải là vợ tôi một cô con gái tốt như thế không phải là con gái tôi tôi buồn đến mức muốn nhảy từ trên nóc nhà xuống. Cái gọi là đổi còn đánh thường lấy chiêu cuối, chính là như vậy. Thế anh ta ngày càng nói linh tinh, tôi giơ tay mệt mỏi lên nhắc nhở. Trà sắp nguội rồi. Lúc này, lãng hành mới nhận ra cốc trà giải rượu trong tay tôi. Anh ấy lập tức im lặng. Vì những lời anh vừa nói, tâm trí tôi dối bời, không biết nên nói gì. Lãng hành ôm chặt lấy eo tôi, thấp giọng. Mạn mãn, tôi không dám uống thứ em đưa nữa, nhớ đến ly trà mấy năm trước, tôi nói với giọng thiếu tự tin. Ly này không thêm bất cứ thứ gì, thật đấy, tôi không lừa anh. Anh nhẹ nhàng đáp, vậy em uống trước một ngụm đi. Tôi không chút do dự cúi đầu nhấp một ngụm. Ngay giây tiếp theo, cảm tôi bị hai ngón tay dài nắm chặt. Lãng hành cúi xuống, đôi môi mỏng mát lạnh, hôn vào khóe miệng tôi. Mùi lưỡi quấn quyết hơi thở trong trèo của anh lập tức bao trùm lấy tôi. Trong cơn mơ hồ, não tôi thiếu oxy, bị nụ hôn làm cho choáng váng. Chén trà giải rượu trong tay tôi bị anh đặt sang một bên. Thay vào đó là bàn tay đan xen mười ngón tay với nhau. Dù không biết mọi chuyện, từ uống trà sao lại trở thành tình huống khó diễn tả như hiện giờ. Tôi mở mắt, cố gắng giữ lại chút lý trí cuối cùng. a à, hành, đợi đã, em không muốn. Bàn tay của tôi bị lãng hành nắm hờ, đưa lên cơ bụng săn chắc của anh. Đôi mắt anh đầy sương mù, hơi thở nóng bỏng phả vào tay tôi, mang theo chút hương vị quyến rũ. Mãn mãn, thực sự không muốn sao. Trước nhan sắc mê người, tôi lập tức bị mê hoặc không thể thốt ra lời từ chối. Không biết đã bao lâu trôi qua, của tôi đột nhiên có cảm giác ẩm ướt, như những giọt nước mắt lớn rơi xuống. Giữa cơm mê đắm, tôi nghe thấy giọng cầu khẩn trầm thấp của lãng hành. Mãn mãn, đừng rời xa anh nữa, được không? Anh sẽ phát điên mắt. Hậu quả của một đêm buông thả là sáng hôm sau khi tôi dậy, toàn thân đau nhức không chịu nổi. Vừa mở cửa phòng, tôi liền nghe thấy một chàng cười như chuông bạc. Ngừng đầu lên nhìn, lãng hành đang ở phòng khách trời xếp gỗ cùng yên yên. Anh không biết đã nói gì, khiến yên yên cười rạng rỡ Cô bé tinh mắt, ngay lập tức chú ý đến sự xuất hiện của tôi. Yên yên đẩy đống đổ gỗ qua một bên, chạy thẳng về phía tôi hết lớn. Mẹ ơi! Tôi liền ôm lấy cô bé, bế cô lên và xoay một phòng trên không trung lãng hành cũng đứng dậy trong mắt anh thoáng hiện lên một tia dịu dàng giọng nói ấm áp yên yên nói muốn đi công viên giải trí mãn mãn em đi ăn sáng trước đi ăn xong chúng ta sẽ đưa con bé đi khác hẳn với vẻ trưởng thành trong lần gặp đầu tiên hôm qua lúc này lãng hành mặc đồ ở nhà trông rất giống một người chồng hiền và người cha tốt nhìn cô con gái nhỏ đáng yêu trong lòng tôi có một cảm giác kỳ lạ như mình đang sống trong cảnh gia đình ấm áp chồng con vây quanh nhưng thực lòng mà nói tôi không biết phải đối mặt thế nào với mối quan hệ hiện tại của chúng tôi nghĩ đến cơn ác mộng đêm qua tôi đứng yên không nhúc nhích khẽ nói không sao đâu anh cứ đi làm việc của mình trước đi yên yên em sẽ chăm sóc nghe vậy vì lãng hành cụp đôi lông mi dài xuống ánh mắt trở nên lạnh lùng em nghĩ những gì anh nói hôm qua đều là lừa dối em sao công việc có thể hoãn lại trong lòng anh em và mong muốn của yên yên mới là điều quan trọng nhất tôi mím môi thế bầu không khí sắp trở nên căng thẳng yên yên khẽ thì thầm bên tai tôi mẹ ơi cho chú đi theo đi như vậy chúng ta sẽ có thêm một nhiếp ảnh ra sách túi và làm việc vặt nói đến đây trên mặt yên yên hiện lên nụ cười tinh nghịch như một tiểu ác quỷ tôi bất lực xoa đầu con gái và đồng ý đôi mắt lãng hành sáng lên vừa bước vào công viên giải trí yên yên đã háo hức muốn chơi tẩu lượn siêu tốc từ nhỏ cô bé đã rất gan dạ đặc biệt yêu thích những trò chơi mạo hiểm dù tôi hơi sợ độ cao nhưng cũng không muốn làm mất vui nên đành cắn răng đồng ý lãng hành nhận ra sự lo lắng của tôi anh liếc nhìn tôi một cái rồi nói nhạt nhẽo nếu sợ thì cứ hét lên không sao đâu tôi cố tỏ ra bình tĩnh anh quên rồi sao em gan lắm mà lãng hành cười lười biếng không phản bác. Tàu lượn siêu tốc bắt đầu khởi động, yên yên cười lớn đầy phấn khích. Còn tôi thì nhắm chặt mắt, cố gắng chống rỗng đầu óc. Cuối cùng, khi tàu lao xuống dốc, tôi không thể chịu nổi nữa và hết lên the thế. Lãng hành thì bật cười khẽ, anh ta dám cười nhạo tôi. Tôi tức giận, bóp mạnh vào cánh tay anh để lại mấy vết hằn. Khi trò chơi kết thúc, nhìn thấy cánh tay của lãng hành đỏ bừng, yên yên thắc mắc hỏi. Chú ơi, chú bị mũi cắn à? lãng hành liếc nhìn tôi một cái khuấy miệng nhếch lên đúng vậy không vậy cũng không đi mà ghê quá nhớ lại hành động trẻ con vừa rồi tôi cúi đầu ngón chân xấu hổ đến mức muốn đâm thủng mặt đất khi ngẩng đầu lên lần nữa tôi phát hiện yên yên đã kéo lãng hành xếp hàng vào nhà ma ôi trời tôi đang ở trong tình huống quái quỷ gì vậy yên yên ra hiệu trái tim về phía tôi sau đó tinh nghịch nháy mắt nói mẹ ơi nếu mẹ sợ thì có thể đứng bên ngoài đội yên yên nhé Lãng hành đeo ba lô nhỏ của cô bé, nghe thấy vậy liền phụ họa. Làm sao có thể chứ, mẹ con dũng cảm nhất mà. Nghe thấy trong giọng nói của anh có chút hà hê, tôi không khỏi siết chặt nắm đấm. Phụ nữ, không thể nói không được. Dù sao thì trong nhà ma toàn là NPC, tôi có gì phải sợ chứ. mang theo suy nghĩ này, tôi bước vài bước lao vào nhà ma rồi lập tức đối mặt với một cô gái tóc tai bùi xù, mặt đầy máu. Tôi bị dọa đến mức quay người chạy, nhảy vào lòng phí lãng hành, ôm chặt cổ anh. Hết lên một hồi lâu tôi mở mắt ra, thấy Yên Yên đang cầm một cái gậy nhựa không biết từ đâu lượm được, đang đuổi theo cô gái ma khắp phòng. Chị ma đừng chạy, nhanh đến cho với em đi. Thấy vậy lãng hành nhớn mày. Tính cách của Yên Yên thực sự khác xa em. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ, liền nhảy xuống khỏi người anh, quay đầu bỏ đi. Kết quả cho đi được vài bước, bất ngờ trước mặt xuất hiện một con zoom bay mặt này tái xanh. Tôi hết lên ẩm ý, lại lao vào lòng lãng hành con zoom lầm bầm cặp đôi đáng ghét rồi nhảy nhót đi mất tôi nhìn lãng hành với ánh mắt không vui này sao anh lại không hề sợ chút nào vậy lãng hành cúi nhìn tôi giọng điệu buông lơi nếu sợ thì làm sao bảo vệ em nghe thấy câu trả lời bất ngờ này trái tim tôi chuột hững một nhịp ngay sau đó cơ thể tôi nhẹ bẫng tầm nhìn cũng quay cuồng lãng hành vững vàng ôm tôi vào lòng ánh mắt anh trầm ngâm nếu sợ thì nhắm mắt lại anh sẽ ôm em ra ngoài Tôi ra một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn dựa mặt vào ngực anh. Không thể không nói, cảm giác này thực sự khiến tôi yên tâm hơn nhiều. Cả ngày hôm đó, chúng tôi gần như đã chơi hết tất cả các trò chơi trong công viên giải trí. Tôi nhận thấy, lãng hành thực sự rất yêu thương Yên Yên, mọi thứ đều chiều theo cô bé. Yên Yên cứ chạy nhảy khắp nơi, nụ cười trên mặt không bao giờ ngừng lại. Trong lúc lãng hành đi mua kem, tôi cúi xuống nghiêm túc hỏi Yên Yên. Bảo bối, con có thích chú ất không? Yên yên cắn một miếng bánh kẹo ngọt gật đầu. Thích. Tôi cắn môi, giọng nói có chút khô khan. Vậy nếu để chú làm bố của yên yên, con có muốn không? Yên yên lắc đầu, kiên quyết ôm chặt lấy cổ tôi. Con chỉ cần mẹ thôi là đủ rồi. Tôi xoa xoa mặt cô bé, nửa đùa nửa thật. Thật sao? Vừa nãy yên yên không nói rất thích chú à? Yên yên nghe thấy, nhanh chóng ăn hết kẹo que, rồi dùng khăn tay lau miệng cô bé cảnh giác nhìn xung quanh sau đó từ trong quần yếm lôi ra một thẻ đen đưa cho tôi mẹ ơi con biết mẹ thích tiền mà và chú ấy thì ngu ngơ nhưng lại có nhiều tiền thật khó tìm được mẹ xem con chỉ nói dỗ dành chú ấy vài câu chú ấy đã cho con một thẻ đen con sẽ dùng tiền trong đó mua cho mẹ một căn nhà lớn nhìn thẻ đen trong tay tôi vừa buồn cười vừa khóc tôi còn tưởng con gái mình sẽ bị mua chuộc bởi cha mình ai ngờ lại là cô bé tinh danh có nhiều âm mưu trong lòng Yên yên cười tươi hỏi tôi. Vậy mẹ có thích chú ấy không? Tôi cảm thấy hơi ngại ngùng khẽ nói. Bảo bối, sao con lại hỏi điều này? Mẹ nhìn chú ấy bằng ánh mắt khác thường đó, mọi chuyện đều không thoát khỏi con mắt của thám tử yên yên. Yên yên là một động tác kiểu đội mũ thật ngầu rồi bổ sung. Nếu mẹ thích chú ấy thì hãy dũng cảm thử một lần đi. Chưa để tôi kịp lên tiếng, cô bé đã nhảy vào lòng tôi làm nũng. Nhưng mẹ vẫn phải yêu yên yên nhất. Còn thích chú ấy là vì mẹ thích chú ấy, nếu mẹ thích chú ấy hơn con, con sẽ không thích chú ấy nữa đâu. Con sẽ đưa chú ấy vào danh sách ám sát của thám tử yên yên. Trái tim tôi như tan chảy, con gái sao lại thông minh và đáng yêu như vậy chứ? Lúc này yên yên lại vẫy tay về phía không xa, lớn tiếng gọi. Chú, chúng ta ở đây. Tôi ngẩng đầu lên, thấy lãng hành vừa đeo ba lô nhỏ, vừa cầm một con gấu bông và một cái bóng bay, lại còn cầm hai cây kem. Ánh nắng chiếu trên gương mặt tinh xảo, điển trai của anh như phủ lên một lớp ánh vàng nhạt, khiến người ta không thể rời mắt. Lãng hành chạy tới, đưa kem cho tôi và yên yên. Còn thúc giục chúng tôi ăn nhanh, sắp tan chảy rồi. Thành thạo như vậy, cứ như chúng tôi là một gia đình ba người bình thường. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, má tôi không kiểm soát được mà đỏ bừng. Vì vậy tôi giả vờ nhìn phong cảnh, tôi chuyển ánh mắt sang chỗ khác. Ngày hôm sau tôi lại đến bệnh viện. Mẹ kế thấy tôi và yên yên rất vui mừng. Bà cố gắng ngồi dậy, Nắm tay chúng tôi và nói rất nhiều chuyện. Yên Yên vì để mẹ vui đã cho bà xem rất nhiều hình ảnh trong điện thoại. "Bà ơi, đây là hình ảnh con và mẹ đi trượt tuyết, trượt tuyết thật vui. Cái này, cái này, đây là hình ảnh mẹ dạy con bơi." Mẹ kế vừa nghe vừa gật đầu liên tục, cười tươi. "Ôi, thấy Yên Yên và con sống tốt, mẹ cũng yên tâm rồi." Khi lật đến bức ảnh chụp chung ở công viên giải trí hôm qua, mẹ kế bỗng nheo mắt lại, chỉ vào lãng hành trong bức ảnh và nói: chàng trai này có vẻ hơi quen quen tôi hơi ngạc nhiên ơ mẹ đã gặp anh ấy à để không làm mẹ kế lo lắng tôi nói dối rằng mình làm kế toán cho một công ty đi ra nước ngoài cũng là vì công ty cần mở rộng kinh doanh quốc tế mẹ kế hồi tưởng lại hồi đó ta vừa mới ly hôn với bố con nhưng thỉnh thoảng ông ấy vẫn đến tìm mẹ đòi tiền mẹ không nói với con vì sợ con lo lắng có một lần ông ấy say rượu lại đến nhà đập phá đồ đạc thì chàng trai trong bức ảnh vừa lúc đi ngang qua đã ra tay giúp từ đó ông ta không còn đến tìm mẹ nữa một năm trước mẹ không bị ngã chính chàng trai này đã đưa mẹ vào bệnh viện còn tìm hộ lý cho mẹ nữa tôi định trả tiền cho cậu ấy mẹ mẹ định trả tiền cho cậu ấy nhưng cậu ấy nhất quyết không nhận nghe vậy tôi không khỏi hít một hơi lạnh vì tranh lệch múi giờ và khoảng cách dù tôi thường xuyên gọi điện cho mẹ kế hỏi thăm tình hình của bà nhưng rốt cuộc khả năng cũng có hạn tôi tưởng rằng mẹ kế gặp được người tốt bụng không ngờ lại là lãng hành âm thầm chăm sóc cho gia đình tôi thấy sắc mặt tôi thay đổi mẹ kế thử hỏi mạn mãn chàng trai này là bạn trai con phải không bà Lích nhìn yên yên đang chơi game rồi hạ giọng nói mẹ thấy cậu ấy và yên yên có vài phần giống nhau con nói thật với mẹ đi có phải anh ấy là cha ruột của yên yên không tôi muốn nói nhưng lại ngừng lại không biết phải mô tả mối quan hệ phức tạp này như thế nào. Mẹ kế thở dài. Mạn mãn mẹ biết, vì sự bạo lực của người đó và sự nhút nhát của mẹ, con từ nhỏ đã rất kháng cự với các mối quan hệ thân mật. Nên mặc dù con có rất nhiều người theo đuổi, nhưng con chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu đương hay kết hôn vì con thực sự đã bị tổn thương quá nhiều. Là một người mẹ, mẹ rất hy vọng con có thể buông bỏ quá khứ, thử tạo dựng một gia đình mới. Nhưng dù con cuối cùng chọn gì mẹ cũng sẽ ủng hộ con mãn mãn mẹ chỉ muốn con và yên yên hạnh phúc tôi nghẹn ngào không nói nên lời mẹ kế nói đúng tôi thực sự không tin vào tình yêu tôi chỉ tin vào tiền vì vậy mặc dù lãng hành đối xử rất tốt với tôi nhưng khi biết rằng anh ấy có phải liên hôn tôi vẫn không do dự mà rút lui sự tranh lệch về tầng lớp xã hội khiến tôi có nhiều lo lắng những ký ức không tốt từ thời thơ ấu càng làm tôi trở thành người có kiểu gắn bó tránh né Tôi không dám đặt cửa cảm xúc và lương tâm của đàn ông, huống chi là một người đàn ông quyền lực. Khi phát hiện mình có thai, phản ứng đầu tiên của tôi là hoang mang, muốn bỏ đứa bé. Nhưng ngay sau đó, tôi lại nhớ đến những lời mà cha dựa đã nói với tôi trước đây. Con bé ngu ngốc, thả để nó bị bỏ ngay đi từ trong bụng còn hơn. Tuổi thơ của tôi đã khổ sở như vậy, tại sao tôi không thể để cho con tôi có một cuộc sống tốt hơn một chút? Sau khi gặp mẹ kế, tôi càng kiên định với ý tưởng này tôi có tiền có sắc lãng hành lại là một lựa chọn thích hợp để làm cha chắc chắn rằng đứa trẻ sinh ra sẽ không có gen kém khi tôi đã có thai đó chính là duyên phận mà trời ban cho tôi và đứa trẻ tôi muốn giữ lại đứa trẻ này một mình quả thật yên yên ra đời đã mang đến cho tôi rất nhiều niềm vui có lần cô bé cầm một khẩu súng đồ chơi ngồi trong đám cỏ nhẹ nhàng gọi tôi mẹ lại đây một chút tôi tưởng cô bé không thoải mái nên đã vội vàng chạy lại hỏi có chuyện gì vậy con yêu? Có chỗ nào khó chịu không? Kết quả là Yên Yên ôm cổ tôi, hôn vài cái và nói: "Con muốn hôn mẹ." Và khoảnh khắc đó, tôi không kìm được nước mắt tràn ngập trong mắt. Tôi nghĩ, tôi thật hạnh phúc. Con gái chưa bao giờ là gánh nặng của tôi. Con gái là sự cứu rỗi của tôi, là tất cả của tôi. Tôi dùng hết sức lực để đáp ứng mọi yêu cầu của Yên Yên, như thể đang bù đắp cho chính mình trong quá khứ, vào khoảnh khắc tái ngộ với Lãng Hành. Tôi vô cùng sợ hãi, anh ấy sẽ biết sự thật và cướp Yên Yên đi. Tôi cảm nhận rõ ràng rằng mình đã lung lay. Lãng Hành dường như thực sự yêu tôi. Thậm chí, khi chưa biết Yên Yên là con gái ruột của anh, anh vẫn đối xử với cô bé như con gái của mình và không có vẻ gì là giả dối. Vậy thì, có phải tôi có thể đáp ứng lại tình cảm của anh không? Đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy, tôi không muốn tiếp tục bỏ lỡ Lãng Hành nữa. Khi tôi đưa Yên Yên trở về biệt thự, cô bé đã ngủ say cơ mặt nhỏ nhắn ửng hồng đáng yêu vô cùng tôi cẩn thận đặt yên yên xuống giường nhẹ nhàng đóng cửa lại đi qua phòng làm việc bên trong vang lên âm thanh của cuộc trò chuyện cửa phòng khép hờ tôi ngẩng đầu nhìn vào và phát hiện bác sĩ gia đình đang kiểm tra sức khỏe cho lãng hành cậu vẫn thường xuyên mất ngủ phải không tôi nhớ không lâu trước đây ông còn phải dựa vào thuốc ngủ để có thể ngủ thỉnh thoảng tôi nghe quản gia nói cậu thường bị đau dạ dày tôi đã kê cho cậu vài đơn thuốc nhất định phải ăn uống đúng giờ và uống thuốc đúng cách ừ tình trạng đau đầu của cậu bây giờ thế nào đã khá hơn nhiều tôi càng nghe càng cảm thấy lo lắng tôi đã không ở đó trong những năm qua lãng hành đã trải qua điều gì tại sao còn trẻ như vậy mà cơ thể lại có nhiều vấn đề khi bác sĩ nói đến phần sau sắc mặt càng trở nên nghiêm túc thiếu ra tôi đã biết cậu nhiều năm rồi xin hỏi một câu thô lỗ tiểu thư tô có phải đã trở về không Lãng hành nhẹ nhàng ở một tiếng. Bác sĩ thở dài nặng nề. Kể từ khi tiểu thư tô trở về, tình trạng sức khỏe của ông đã có sự cải thiện. Cốt lõi vấn đề là tôi nghĩ những gì ông cần điều trị không phải là bệnh tật, mà về thể chất, mà là bệnh trong tâm hồn. Hãy chăm sóc tiểu thư tô một cách tốt nhất, khiến cô ấy thay đổi quyết định và ở bên cậu. Tiểu thư tô mới chính là liều thuốc duy nhất có thể chữa lành cậu. Bác sĩ còn nói một đống lời khuyên, rồi mới cầm hộp thuốc chuẩn bị rời đi. Rồi bác sĩ và tôi đứng ở cửa, nhìn nhau một hồi. Ông ấy ngưng lại một chút, lịch sự chào hỏi, rồi nhanh chóng rời đi. Tôi đẩy cửa bước vào, lãng hành đột nhiên sững sờ. Anh ấy môi mím chặt, có chút chán nản nói. Mạn mãn, em đã nghe được bao nhiêu rồi? Em đã nghe tất cả. Tôi ngồi trên bàn làm việc, nghiêng đầu nhìn anh ấy, biểu lộ sự không hài lòng. Sau khi em rời đi, anh đã chăm sóc bản thân như vậy sao? lãng hành quay mặt đi không nhìn tôi giọng nói lạnh lùng em không hiểu anh ấy hít mũi một cái giọng điệu đầy u oán ngày em biến mất anh đã tìm khắp thành phố hát nhưng không tìm thấy em dù chỉ một dấu vết đến khi biết em đã ra nước ngoài đến một nơi mà anh không thể tìm được lúc đó anh cảm thấy như chết lặng nghĩ rằng em đã bỏ rơi anh rồi sức khỏe kém thì có ý nghĩa gì cũng chẳng ai quan tâm Tôi nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt điển trai của lãng hành, giọng nói trở nên dịu dàng hơn. Làm sao mà như vậy được? Sức khỏe mới là tài sản. Nhìn xem, cuối cùng anh cũng đã tìm đến bác sĩ. Nhưng lãng hành bỗng nhiên nắm chặt lấy cổ tay tôi, kéo tôi vào trong vòng tay anh ấy. Hơi thở nóng rực của anh phả xuống đỉnh đầu tôi, mang theo một chút tức giận. Anh lúc đó mỗi tháng đều phát ra tin tức tôi ốm nặng, chính là để dụ dỗ em về nhưng kết quả là em chưa một lần đến thăm anh mãn mãn em thật tàn nhẫn sau đó anh đã suy nghĩ thông suốt thà rằng kỳ vọng em có lương tâm quay lại còn hơn là anh chăm sóc sức khỏe của mình nhanh chóng nắm quyền lực của nhà họ như vậy em cho dù bay đến nam cực cũng không thể trốn thoát hình như có người gửi tin nhắn cho tôi nói rằng lãng hành ốm nặng nhưng người đó mỗi vài ngày lại gửi một lần nhìn cứ như lừa đảo tôi có khả năng phòng chống lừa đảo cực kỳ tốt lập tức chặn số điện thoại đó nhưng tôi không dám nói với lãng hành chuyện này không thì anh ấy lại tức chết để bình ổn cảm xúc tôi quyết định tạo cho anh ấy một bất ngờ nên nhẹ nhàng gợi ý anh có thấy rằng yên yên trông có chút giống anh không trong mắt lãng hành hiện lên một tiếng nghi hoặc sau đó dường như anh ấy liên tưởng đến điều gì đó mắt mở to dưới ánh mắt mong chờ của tôi anh ấy từng chữ một nói chẳng lẽ em ở nước ngoài quá nhớ anh nên đã tìm một người thay thế tôi rồi sinh ra yên yên với người đàn ông đó thật tiếc khi cái đầu này không đi làm biên kịch tôi quỳ ngồi trên đùi anh ấy nghẹn ngào không nói nên lời bình thường thấy anh khá thông minh mà trong chuyện tình cảm sao lúc nào cũng ngu ngốc thế cũng may là con gái chúng ta không giống anh đầu óc chỉ biết yêu đương cuối cùng lãng hành cũng đã phản ứng lại anh ấy chăm chú nhìn tôi không chớp mắt Ánh mắt dần trở nên mãnh liệt. Em nói, "Yên Yên là con gái ruột của chúng ta sao?" Tôi nghiêm túc gật đầu, Lãng Hành lập tức thở gấp. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh sáng lên một cách đáng sợ, nóng bỏng đến nỗi tôi không dám nhìn thẳng vào anh. Tôi nhắm mắt lại, chuẩn bị đón nhận một nụ hôn nồng nàn. Kết quả chờ mãi, chỉ nghe thấy anh lẩm bẩm, "Người đàn ông hoang dã này lại chính anh." Tôi không thể nhịn được nữa, ghé sát tay anh thì thầm, "Ngốc quá." Sao lại đúng ngay ra thế? Hôn em đi. Được. Lãng hành khàn khàn trả lời một câu, hạ xuống một nụ hôn ở môi tôi. Anh ngẩng đầu nhìn tôi, biểu cảm dịu dàng, ánh mắt chăm chú và đầy tình cảm, như đang đối xử với một viên ngọc quý dễ vỡ. Trái tim tôi không ngừng đập mạnh. Mãn mãn, anh không cầu mong gì khác, chỉ hy vọng em có thể ở bên anh. Lãng hành nắm lấy tay tôi, từ từ đặt lên má anh, sức nặng rất nhẹ nhưng lại vô cùng kiên định chỉ khi được em nhìn sự tồn tại của anh mới có ý nghĩa em chưa bao giờ là chim hoàng yến của anh mà là tất cả của anh tôi mãn mãn anh sẽ mãi mãi yêu em nói đến đây đôi mắt lãng hành đã đỏ lên tôi nâng mặt anh lên cúi xuống hôn đi những giọt nước mắt của anh và tôi nghiêm túc hứa hẹn lãng hành em cũng yêu anh cuộc đời luôn có nhiều điều bỏ lỡ và tiếc nuối may mắn thay lần này tôi đã sớm nhìn thấu trái tim của mình nói gì thì nói Gia đình ba người chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau. Điều đó quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Dù sao, tương lai còn rất dài, đúng không? Vậy là câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Hương Anh xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý vị và khán giả đã dành thời gian lắng nghe. Mong rằng quý vị và khán giả sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách like, share, bấm vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những câu chuyện lần sau.